Theo hướng dẫn công tác thanh tra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, công tác thanh tra kỳ thi này sẽ tập trung vào 4 khâu quan trọng của kỳ thi, gồm chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi và phúc khảo. Trong khâu chuẩn bị tổ chức kỳ thi, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày diễn ra kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức nhiều đoàn thanh tra tại các địa phương, thanh tra vì chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện tổ chức thi, thanh tra việc tổ chức học tập quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ thi cho các thành phần tham gia kỳ thi, việc vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các đoàn, cán bộ thanh tra hoạt động độc lập với hội đồng thi, các bàn của hội đồng thi chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ người ra quyết định thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trước khi tiến hành thanh tra, Bộ Giáo dục Đào tạo và Sở Giáo dục Đào tạo có trách nhiệm tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác thanh tra theo đúng các quy định hiện hành. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày, 1, 2, 3 và 4 tháng 7.